Thưa quý vị và các bạn, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt luôn là bài toán khó đối với cấp ủy chính quyền các địa phương. Lượng rác ngày một gia tăng gây áp lực cho công tác xử lý, bảo vệ môi trường, nhất là đối với các địa phương xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí môi trường là một trong những vấn đề trở ngại lớn nhất. Tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, nhân dân thôn Thanh Lanh đã có sáng kiến làm kệ rác mang lại hiệu quả rất lớn. Trước đây, rác thải sinh hoạt hàng ngày được nhân dân cho vào túi để ở khu vực trước cổng hay đầu ngõ và chờ nhân viên hợp tác xã môi trường đến thu gom. Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ có 2 ngày rác được thu gom. Điều này đã làm nảy sinh nhiều bất cập, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và hệ sinh thái khu dân cư. Thế đến bây giờ sáng kiến ra là coi dân thôn chúng tôi sẽ cứ một quãng thì là làm cái kệ để đặt rác lên, để cho nó trước hết là đảm bảo cái vệ sinh chung. Hai nữa là để chó mèo nó không có cào bới ra, nó làm mất mỹ quan và nó bốc mùi nó không được tốt. Trước thực trạng trên, người dân thôn Thanh Lanh đã có sáng kiến làm kệ rác. Hàng ngày, rác thải sinh hoạt đều có thể mang ra để trên kệ, không phải chờ đợi 2-3 ngày, không phải đốt như trước. Bà con nhân dân sáng kiến là làm những cái kệ gỗ để đặt lên. Trong quá trình là thời gian mà đưa cái rác thải sinh hoạt ra ấy, thì không để chó mèo nó cảm cắp ra đường, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như là môi trường. Thế nên là từ cái xuất phát từ cái nghĩa đó thì trong thôn, thì chỉ đạo của chi bộ, các ngành đoàn thể trong thôn họp bàn thống nhất là phát triển làm cái kệ rác nó bằng kim loại và nâng lên nó đồng bộ toàn bộ các cái điểm trong thôn xóm. Tổng chi phí làm kệ rác chỉ vài trăm nghìn và do nhân dân tự nguyện đóng góp, 5-6 gia đình cùng để rác chung một kệ. Toàn thôn Thanh Lanh hiện có trên 40 kệ rác. Tất cả các đường ngõ, đường liên thôn đều có kệ rác và được đặt ở nơi thuận tiện cho việc thu gom. Từ ngày có kệ rác, môi trường trong thôn được đảm bảo. Ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường cũng được nâng lên, đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp. Ngày có cái kệ đi đến giờ là vệ sinh thì cũng nhàn đi, mà cũng đáng ra là một tuần hai buổi thì chúng tôi quét đường như này, nhưng mà bây giờ thì để có kệ thì nó sạch sẽ thì chúng tôi chỉ quét một buổi mà có khi lại nhàn mà lại sạch sẽ nữa, không bị vất vả như ngày xưa. Xã Trung Mỹ đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Sáng kiến cũng như sự chung tay góp sức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đã giúp chính quyền địa phương từng bước giải được bài toán tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mô hình rất tốt. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo nhân rộng cái mô hình này sang các cái thôn khác. Từ sáng kiến, sự chung tay góp sức của người dân là động lực để xã Trung Mỹ đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.